Sau 2 năm học phải tạm ngưng nhiều hoạt động ngoại khóa do dịch COVID-19, ngay từ đầu năm học này, nhiều đơn vị trường mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã thiết kế chương trình học sôi nổi, hấp dẫn, hứa hẹn mang đến sân chơi bổ ích cho học sinh. Một tiết học ngoài trời vô cùng hấp dẫn tại cơ sở mầm non độc lập Sơn Ca, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang. Tuy không có không gian quá rộng lớn, nhưng các khu vực trong nhà trường đều được tận dụng để trẻ hoạt động phù hợp, linh hoạt. Các cô giáo ngay từ đầu năm học đã tổ chức nhiều hoạt động tăng cường thể lực, phát triển vận động, tạo cơ hội cho trẻ được khám phá trải nghiệm qua học bằng chơi, chơi mà học. Để cho trẻ được phát triển một cách toàn diện, thì chúng tôi cũng dạy trẻ biết yêu thiên nhiên, cụ thể như là cho trẻ trồng cây xanh, tưới cây, bắt sâu. Và việc dạy trẻ có kỹ năng sống, ví dụ như không dùng thiết bị điện, không đi theo người lạ. Từ nhiều năm qua, dạy học gắn với hoạt động trải nghiệm được các trường mầm non trên địa bàn thành phố chú trọng triển khai, gắn với việc xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Môi trường lớp học được xây dựng theo hướng mở, kích thích sự tập trung chú ý, tư duy và cảm xúc tích cực của trẻ, thúc đẩy trẻ tham gia vào các hoạt động chơi và trải nghiệm hiệu quả. Con rất là thích đi học và chơi đùa. Con rất là thích chơi đồ ở trên trường. Con hào hức ở trên trường. Đặc biệt, sau 2 năm gián đoạn nhiều hoạt động vì dịch COVID-19, đến nay, khi mọi hoạt động giáo dục đã trở lại quỹ đạo bình thường, các trường mầm non càng tăng cường các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Những buổi tham quan dã ngoại, các hoạt động ngoài trời được các trường học thiết kế theo từng chủ đề tháng, từng độ tuổi phù hợp. Nhà trường thì cũng đã xây dựng kế hoạch rất cụ thể, tức là hàng tháng sẽ có nhiều cái hoạt động trải nghiệm để trẻ nâng cao kỹ năng sống. Ví dụ như tháng 10 thì trẻ có thể tập bé tập làm nội trợ để nâng cao cái kỹ năng về nấu ăn hay là cắm hoa. Tháng 11 thì để chào mừng 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam thì các con có thể làm, nhà trường xây dựng một cái chủ đề tức là bé với nhà khoa học, tức là trò chơi những cái nhà khoa học để nâng cao cái tầm kiến thức cho trẻ và cái trí tuệ của trẻ. Hoạt động trải nghiệm không chỉ giúp trẻ mầm non có thêm kiến thức mà quan trọng hơn là tạo cho trẻ có kỹ năng, niềm say mê tìm hiểu, thích khám phá. Tuy nhiên, việc tổ chức hoạt động trải nghiệm cần được thực hiện một cách linh hoạt, phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường, của từng trẻ, đồng thời phải thực sự có ý nghĩa giáo dục thực tiễn.